Kính thưa quý vị và các bạn đoàn viên thanh niên, thời gian qua, các hoạt động đồng hành với thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp, lập nghiệp đã được tỉnh đoàn Bình Dương triển khai đồng bộ với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Hội Liên hiệp Thanh niên các huyện, thành phố cũng chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục vận động hội viên thanh niên tham gia các tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế. Mục đích là nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Và tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức các hoạt động trong vòng chung kết cuộc thi Thanh niên nông thôn lập nghiệp khởi nghiệp. Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình Tuổi Trẻ Bình Dương hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý sau. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương vừa đăng cai tổ chức diễn đàn Thanh niên Bình Dương đổi mới sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân gắn với phong trào Ba Trách nhiệm năm 2024 và tuyên dương gương cán bộ công chức viên chức trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2024. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày chuyên đề Thanh niên Bình Dương đổi mới sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân gắn với phong trào Ba Trách nhiệm năm 2024. Ngoài ra, các cán bộ, công chức viên chức trẻ còn tham luận xung quanh các vấn đề như giải pháp triển khai phong trào Ba Trách nhiệm tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Dương, thực trạng tổ chức hoạt động ngày thứ Bảy văn minh gắn với phong trào Ba Trách nhiệm, thời gian qua gắn với đặc thù cơ quan đơn vị, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại chuyển đổi số và xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức trẻ trong hoạt động công vụ trên môi trường số. Trong những năm qua, phong trào Ba Trách nhiệm gồm có trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân đã được tỉnh đoàn triển khai thực hiện hiệu quả qua nhiều hoạt động như ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động như đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNEID, tuyên dương cán bộ, công chức viên chức trẻ tiêu biểu hàng năm. Qua các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ, công chức viên chức trẻ, xuất hiện những hiến kế, mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn để phục vụ nhân dân trong từng lĩnh vực tại các cơ quan đơn vị. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã tuyên dương 11 gương cán bộ công chức viên chức trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2024 vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt phong trào Ba Trách nhiệm và có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính, trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ. Đoàn khối các cơ quan tỉnh và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương vừa tổ chức sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2024, tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2024 của khối đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu nhiệm vụ được các cơ sở đoàn nghiêm túc thực hiện, triển khai sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm cụ thể. Bám sát chủ đề công tác năm là năm thanh niên tình nguyện, các cơ sở đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động tình nguyện, tăng cường nâng cao chất lượng, đưa các hoạt động của đoàn đi vào chiều sâu thực chất, tạo được sự lan tỏa trong đoàn viên thanh niên và người dân, được xã hội quan tâm và đồng thuận. Đoàn khối các cơ quan tỉnh và đoàn khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động phối hợp trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, triển khai được nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực. Công tác chăm lo thanh thiếu nhi, người dân, thanh niên công nhân được đoàn khối tổ chức nhiều hoạt động chăm lo như chuyến xe xuân, san sẻ yêu thương, tiếp sức thanh niên công nhân và người dân về quê đón Tết. Tổ chức gian hàng không đồng, 9 tháng đầu năm đã có hơn 300 hộ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng. Các hộ gia đình, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cụm Đông Nam Bộ đã trao 20 suất học bổng gieo mầm yêu thương cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cơ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Dương trao tặng bảng tượng trưng 40 phần quà Tết hỗ trợ chương trình chuyến xe xuân san sẻ yêu thương Tết Ất Tỵ 2025 cho đoàn khối các cơ quan tỉnh, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh. Quý vị
vị và các bạn thân mến, tỉnh đoàn Bình Dương vừa tổ chức cuộc thi Thanh niên nông thôn lập nghiệp khởi nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2024. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong đó, đoàn viên thanh niên là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa và triển khai chủ trương đến đối tượng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thông qua các hoạt động, phần việc thiết thực và ý nghĩa. Việc nâng cao về kiến thức và tạo ra các sân chơi khởi nghiệp để thanh niên có thể thỏa sức thực hiện những khát vọng của bản thân. Thông qua các hoạt động, phần việc thiết thực và ý nghĩa, việc nâng cao về kiến thức và tạo ra các sân chơi khởi nghiệp để thanh niên có thể thỏa sức thực hiện những khát vọng của bản thân thông qua việc hiện thực hóa những ý tưởng, dự án mà mình ấp ủ đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho các bạn đoàn viên, thanh niên nông thôn, lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương. Trong đó có tổ chức cuộc thi Thanh niên nông thôn lập nghiệp, khởi nghiệp. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng như là ban hưu ký hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp, nhiều cái hoạt động thiết thực để mà tạo điều kiện cho thanh niên, đặc biệt là lĩnh vực nông thôn, được tiếp cận với lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương của mình. Trong đó là các hoạt động về tư vấn, tuyên truyền, các hoạt động về tập huấn, về các kỹ năng, cung cấp các thông tin về pháp lý, cũng như là những cái nội dung mà tạo cái điều kiện cho các bạn có thêm cái cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, các nhà khoa học liên quan để mà thực hiện tốt hơn nữa cái việc là lập nghiệp khởi nghiệp ở cái lĩnh vực nông thôn. Bên cạnh đó là cái việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, các hoạt động tuyên dương cho các bạn để tạo điều kiện cho các bạn có thêm cái động lực, có thêm cái niềm tin để các bạn thực hiện tốt hơn nữa cái việc là lập nghiệp khởi nghiệp và gắn liền với công tác về chuyển đổi số trong cái giai đoạn hiện nay ở cái lĩnh vực về nông thôn. Mục tiêu của cuộc thi Thanh niên nông thôn lập nghiệp khởi nghiệp là phát động phong trào tuổi trẻ Bình Dương sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và lập nghiệp. Sau vòng sơ loại, ban giám khảo đã chọn ra 8 đội thi xuất sắc từ 30 đội để tham gia vòng chung kết. Tại cuộc thi, có 8 dự án của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh được chọn tham gia thuyết trình xoay quanh các nội dung như hồn Việt trong từng đôi guốc, nét đẹp từ truyền thống đến hiện đại, vườn lan Moraka cắt cành, nuôi gà thả vườn, trồng bưởi da xanh, sản phẩm truyền thống bánh chưng, bánh tét, hệ thống các cửa hàng dịch vụ cây xanh, dự án nông dân 4.0 và ổi hữu cơ sạch. Các đội thi năm nay thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp trong phần thuyết trình. Mỗi đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến những nội dung sáng tạo cùng với các sản phẩm thực tế từ dự án của mình. Không khí chương trình trở nên sôi nổi khi các thí sinh thể hiện đam mê, nỗ lực và niềm tự hào trong phần trình bày. Ban giám khảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, bàn tính đóng góp, giúp các dự án của các thí sinh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Cái chương trình này thì rất là bổ ích cho các bạn mà muốn khởi nghiệp, lập nghiệp. Thì các vị ban giám khảo hoặc là những người đi trước họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm từng trải của họ cho mình. Thì mình sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm đó, thì mình sẽ đi, nó sẽ bớt vấp ngã hơn so với lại mình đi một mình. Khi tham gia cuộc thi thì em thấy được những cái khuyết điểm của mình là trong quá trình mình kinh doanh á, thì mình không nên quá ôm đồm những cái mảng mà mình không chuyên. Những cái mảng mà mình chuyên như là em là bên bán hàng thì em tập trung vào những cái nguồn bán hàng của em, thì đó là thế mạnh của em. Còn cái phần mà cung cấp, cái nguồn cung cấp thì nên để những cái đơn vị và cung cấp làm thì nó sẽ tốt hơn cho vấn đề của mình. Thì cái là thế mạnh của mình thì mình nên tập trung. Em đến cái cuộc thi là thanh niên khởi nghiệp, thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp. Em có thấy được rất nhiều bổ ích cũng như có sự hỗ trợ của các ban đoàn đoàn thể của tỉnh Bình Dương mình. Có rất là nhiều cái sự đóng góp như là ý kiến để cho cái mô hình của mỗi thanh niên được phát triển rộng rãi hơn. Sau cuộc thi này thì em có thể là áp dụng được những ý kiến đó vào thực tế, thực tiễn của vườn em. Và sẽ phấn đấu để thực hiện nhiều hơn cái đó. Em muốn tham gia cuộc thi Thanh niên Nông thôn Lập nghiệp Khởi nghiệp là vì ở địa phương em sinh sống là có hai chỗ là làm guốc từ rất lâu đời rồi. Và em nhận thấy cái sự đẹp đẽ và cái giá trị văn hóa của guốc. Cho nên là em muốn phát huy để nhiều hơn, để mở rộng hơn, để cho nhiều người biết, không chỉ là người Việt Nam, thế hệ trẻ,
và còn ra quốc tế nữa. Cũng tại chương trình còn diễn ra hoạt động tập huấn trang bị kiến thức về pháp lý và quyền sở hữu trí tuệ cho thanh niên, tọa đàm thanh niên nông thôn khởi nghiệp, khát vọng vươn lên gắn với chuyển đổi số và kết nối thanh niên với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thanh niên nông thôn đang khởi nghiệp, lập nghiệp đã có cơ hội trình bày những dự án của mình trong cuộc thi được liên kết với các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp để nhận được những gói hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và doanh nghiệp còn đưa ra những đóng góp nhằm phát triển các mô hình kinh doanh được phát triển và đi xa hơn nữa, tạo nên sự thúc đẩy về mặt tinh thần cũng như kinh tế của thanh niên trong địa bàn tỉnh. Hội doanh nhân trẻ sẵn sàng đứng ra hỗ trợ cho các em, là đầu tiên là chúng ta hỗ trợ về vấn đề đào tạo. Cái bản chất là khi mà các em khởi nghiệp thì các em rất là giỏi về chuyên môn, tuy nhiên khi đi ra để một cái gọi là dự án thành công thì các em cũng phải cần trang bị các kiến thức về quản lý, về tiếp cận thị trường cũng như là vấn đề mà làm sao để tạo ra một cái kênh truyền thông hiệu quả, thì hội doanh nhân trẻ sẵn sàng cung cấp các cái trang bị đó cho các em, cũng đồng thời là kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ vốn làm sao để cho các em đạt được một cái nguồn vốn để mà có thể khởi động doanh nghiệp mình được hiệu quả nhất có thể. Mà trong đây là anh đang rất đặt nặng cái vấn đề mà giao thương của các em, tại vì bản chất các em bây giờ đang tập trung vào kỹ thuật, mà hội doanh nhân trẻ thì đã có kết nối khắp các tỉnh thành với hơn 20.000 thành viên, thì cái việc mà giao thương thì anh có khả năng sẽ gọi là hội doanh nhân trẻ có khả năng đưa các em tới một cái tầm cao mới. Nghiệp của chúng tôi cũng để ra một cái quỹ đầu tư tiền mặt cũng nho nhỏ, nên là cũng có thể hỗ trợ cho các bạn một phần nào đó trong những cái chương trình mà các bạn khởi nghiệp. Cái phần thứ hai là tôi có thể là tạo những cái buổi hội thảo để chia sẻ những cái kiến thức cho các bạn, để các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn để mà bước vào cái lập thân lập nghiệp của mình. Bên cạnh đó, tại buổi tọa đàm, các vị khách mời đã giải đáp những thắc mắc và chia sẻ về những chính sách hỗ trợ cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp, thông tin về những thực trạng của ngành trong hiện tại và những hướng đi sắp tới. Bình Dương đã và đang thực hiện kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, thông minh đến năm 2025. Kế hoạch này tập trung vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn trên cả 3 tiêu chí về chính quyền, kinh tế, xã hội, thông qua các giải pháp về công nghệ thông tin. Trong đó, tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Hệ thống này đóng vai trò quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm ô cớp. Địa phương xây dựng nhiều nền tảng trực tuyến, thực tế ảo để xúc tiến thương mại, khuyến khích nông dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán trực tuyến. Tỉnh còn phối hợp với nhiều doanh nghiệp công nghệ để ứng dụng hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử. Trong thời gian tới thì là Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức những cái giải pháp, những cái hoạt động thiết thực hơn nữa để tạo cái điều kiện, tạo cái cơ hội để thanh niên nông thôn có thể là lập nghiệp, khởi nghiệp trên quê hương của mình. Trong đó là phối hợp với lại các sở ban ngành đoàn thể, cụ thể là sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Hội Doanh nhân cũng như là Hội Nông dân và Sở Khoa học Công nghệ, các sở khác để tạo cái điều kiện, tạo cái môi trường để kết nối các bạn với lại các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các chuyên gia để các bạn có thêm cái kiến thức, có thêm cái cơ hội để các bạn được thể hiện cái ý tưởng của mình và các bạn đưa cái ý tưởng đó đi vào cuộc sống, gắn với việc là học lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển bản thân mình trên quê hương Bình Dương. Con đường khởi nghiệp đối với người trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, với nhiệt huyết, sự sáng tạo, thanh niên nông thôn ở Bình Dương không ngại gian khổ, quyết tâm tìm hướng đi cho riêng mình. Hơn hết với họ, nếu nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị, nhà đầu tư đối với dự án khởi nghiệp sẽ là động lực và bước điểm quan trọng giúp các bạn đứng vững trên đôi chân để thành công trong khởi nghiệp, lập nghiệp, khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Chương trình Tuổi Trẻ Bình Dương hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.